Bạn đã bao giờ có cảm giác rằng những người thân trong gia đình đang giấu giếm bạn một thứ gì đó chưa? Đặc biệt là khi họ vừa trở về từ nơi xa và lời ăn tiếng nói, cách cư xử của những người này như thể là một người xa lạ. Bạn có từng sợ cảm giác này, từng thấy nó khó chịu không? Nếu rồi thì mình tin rằng Good Night Mommy là bộ phim hoàn hảo dành cho bạn. Và trong số phê kinh dị hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về bộ phim này nhé. Good Night Mommy không phải là một tác phẩm dễ xem khi mà bộ phim được kể vô cùng tối giản và có thể đôi chút làm bạn cảm thấy nhàm chán, không nhiều bối cảnh, cực kỳ kiệm thoại, không hề có jump scare hay những cảnh hù dọa giật gân như nhiều phim kinh dị khác, cũng thiếu thốn cả về nhân vật phụ để chúng ta phải buộc tập trung vào câu chuyện của ba người. Phim xoay quanh cặp anh em sinh đôi Lucas và Elias đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở căn nhà bên hồ tuyệt đẹp, nằm biệt lập ở một vùng nông thôn hoang vu cùng với mẹ của mình. Tuy nhiên, mẹ các cậu bé trở về từ một cuộc phẫu thuật và bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ khiến hai anh em hoang mang. Liệu đây có phải là mẹ của mình không? Hay là một con quỷ đáng sợ nào đó đã chiếm lấy thân xác của bà? Xuyên suốt 99 phút của tác phẩm, bạn sẽ được đạo diễn cung cấp rất nhiều manh mối để chúng ta có thể nhặt nhạnh, sâu chuỗi và cuối cùng hiểu được sự thật đằng sau tất cả những điều kỳ bí xảy ra. Phần sau đây phê phim sẽ tiết lộ tất cả tình tiết quan trọng của phim, vì thế các bạn hãy cân nhắc trước khi tiếp tục theo dõi video này nhé. Hãy coi như đây là cảnh báo spoiler trước khi chúng ta bắt đầu. Trong việc kể chuyện, điểm nhìn là một yếu tố rất quan trọng. Thông thường, khi điểm nhìn được đặt vào nhân vật nào, bạn sẽ có xu hướng đồng cảm và tin tưởng những điều mà nhân vật đang nghĩ, kể cả đó có là nhân vật chính diện, phản diện hay một nhân vật bí ẩn mà chính chúng ta cũng chưa biết rõ. Chúng ta nhìn thấy những gì mà nhân vật chú ý, đồng thời dễ cảm thấy những điều mà nhân vật đang cảm nhận. Nửa đầu của Good Night Mommy được ứng dụng rất tốt thế mạnh của điểm nhìn với việc đặt chúng ta đồng hành cùng hai anh em nhà Elias và Lucas. Chúng ta cũng trải qua những ngày mùa hè cùng hai cậu bé, cùng sợ hãi trước sự thay đổi kỳ lạ của người mẹ. Sự thay đổi bắt đầu đến từ việc bà có phần vụng về, cứng nhắc và đặc biệt là khó tính với hai con khi đưa ra một loạt những nguyên tắc trong ngôi nhà. Đồng thời, yêu cầu các con không được khóa cửa phòng để bà có thể vào kiểm tra bất kỳ lúc nào. Bà thậm chí còn không nấu ăn mà thay vào đó là đặt một lượng lớn pizza đủ để cả nhà ăn trong khoảng một năm tới. Thế rồi, bà dường như bỏ qua sự có mặt của Lucas khi chỉ rót một cốc nước, không để ý đến câu trả lời của cậu con trai trong trò chơi, hay đỉnh điểm là bắt Elias vào phòng khóa cửa chặt và yêu cầu cậu bé không được nói chuyện về anh trai của mình nữa. Đây cũng là một phân cảnh thú vị khi điểm nhìn của chúng ta dừng lại ở Lucas bên ngoài căn phòng, liên tục đập cửa, mở cửa cho con, nhưng không có ai đáp. Chúng ta, cùng Lucas, chỉ nghe thấy những tiếng động từ bên trong và chỉ có thể tưởng tượng ra sự nghiêm khắc đến đáng sợ của người mẹ. Với điểm nhìn trùng với các cậu bé, chúng ta dễ dàng có cảm giác người phụ nữ này thật khó hiểu, vô lý và chắc hẳn giả thiết bà ta đang bị một con quỷ giữ chiếm lấy linh hồn là một điều có thể xảy ra. Đúng là chẳng người mẹ nào hành xử như thế cả, cộng thêm việc hai cậu bé liên tục chia sẻ với nhau rằng mẹ kỳ lạ quá, khiến cho chính chúng ta có bị gieo rắc trong đầu những hoài nghi rằng đây không phải là mẹ thật. Thế nhưng, chính điểm nhìn đã đánh lừa tất cả, vô hình chung dẫn dắt chúng ta đi theo cách mà đạo diễn mong muốn, để rồi sau đó, những bước ngoặt xảy ra khiến niềm tin của chúng ta đổ vỡ và sự sợ hãi càng được tăng cao. Hãy nhớ lại một trong những phân cảnh đầu tiên khi hai cậu bé dạo chơi trong rừng, máy quay đã dừng lại rất lâu ở đằng sau của Elias. Góc máy cận từ sau là một góc đầy bất an, cộng thêm thời lượng cho phân cảnh này lâu hơn bình thường, như ngầm ám chỉ tới khán giả một điều. Không chỉ có bà mẹ hành xử kỳ lạ, mà chính những cậu bé cũng đáng sợ không kém. Tất cả chỉ là đang được ấp ủ chờ ngày bùng nổ mà thôi. Giống như nhiều tác phẩm khác đến từ điện ảnh châu Âu, bộ phim kinh dị của Áo cực kỳ tôn trọng sự tĩnh lặng khi nhân vật không trao đổi với nhau quá nhiều và âm thanh không phải lúc nào cũng được vang lên. Sự tĩnh lặng ấy là cơ sở đầu tiên của nỗi sợ âm ỉ được nhen nhóm trong lòng người xem, vì bạn sẽ luôn có cảm giác một điều gì đó kinh khủng sẽ ập tới bất kỳ lúc nào. Bối cảnh của phim cũng là một yếu tố quan trọng mang tới cảm giác kỳ lạ khó tả. Tuy rất sang trọng, sạch sẽ, nhưng với thiết kế hiện đại cùng tông màu chủ đạo trắng, xám, căn nhà mang tới một cảm giác lạnh lẽo và thiếu vắng sự ấm áp của một gia đình bình thường. Việc nó nằm biệt lập giữa một khu đất rộng cũng khiến các nhân vật như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Xung quanh ngôi nhà, không phải những hộ gia đình bình thường, không phải những cửa hàng tạp hóa hay những hàng ăn, mà là những cánh rừng hoang vu sơ xác, những cánh đồng ngô rộng lớn với những cây ngô cao quá đầu lũ trẻ như có thể nuốt mất hai anh em bất kỳ lúc nào, hay một hồ nước lớn tĩnh lặng đến ma quái. Bên cạnh đó, sự không rõ ràng trong lý giải các tình tiết của tác phẩm cũng là một yếu tố khiến phim đáng sợ hơn nữa. Rất nhiều những chi tiết được đưa ra rồi bỏ ngỏ, không có một cảnh flashback nào được sử dụng như nhiều phim kinh dị khác hay dùng để giải thích. Đến cuối cùng, ta vẫn không có được câu trả lời chính xác từ nhân vật. Vì sao Lucas lại chết? Vì sao người bố không hề xuất hiện?
bức ảnh chụp người mẹ với một người phụ nữ giống hệt bà là sao? Cảnh người mẹ đi vào rừng trong trạng thái khỏa thân rốt cuộc có ý nghĩa là gì nếu không phải là do bà bị quỷ ám? Tất cả những gì người xem có chỉ là những manh mối. Tác phẩm bắt chúng ta phải tự nhặt nhạnh, sâu chuỗi và rồi đưa ra những phỏng đoán của riêng mình. Nào, bây giờ hãy cùng phê phim phỏng đoán các giả thuyết cho những câu hỏi chưa có giải đáp trên nhé. Một trong những điểm khiến khán giả hoang mang khi đó dõi chính là sự chuyển biến về chủ thể câu chuyện, hay nói cách khác là kẻ tấn công ở hai nửa của phim gần như hoán đổi vị trí cho nhau. Cặp đạo diễn Veronica Franz và Sabrin Fiala chia sẻ rằng họ muốn chia phim thành hai nửa. Nửa đầu sẽ mang hơi hướng siêu thực với những cảnh thực tại xen lẫn tưởng tượng mà đôi khi người xem không thể phân biệt. Nửa sau là thực tại trần trụi mà họ đang né tránh đối mặt. Chính vì vậy, tác phẩm cũng là một sự xung đột giữa hai góc nhìn. Một bên là những đứa trẻ lần đầu trải qua mất mát lớn, một bên là người mẹ đơn thân với vô số những áp lực không thể chia sẻ cùng ai. Góc quay ở hai phần phim cũng có nhiều thay đổi. Ở nửa đầu, chủ yếu là những góc máy tĩnh, miêu tả về tâm lý của người mẹ. Còn ở nửa sau, chủ yếu là những cú máy cầm tay đi theo hướng chuyển động của nhân vật, như thể hiện những sự gấp gáp ngày càng tăng, đồng thời bộc lộ những cảm xúc phức tạp trong lòng các nhân vật. Và rõ ràng nửa sau này không phải là một trải nghiệm dễ chịu, thậm chí nó còn có khả năng gây ức chế lớn đối với người xem. Điểm nhìn lúc này đã trở nên linh hoạt hơn, khi thì ở hai cậu bé, khi thì ở người mẹ. Vị thế của hai bên cũng thay đổi, người mẹ trở thành nạn nhân, còn kẻ tấn công đáng sợ lại là hai cậu nhóc. Đến đây, ta dần nhận ra không có một con ác quỷ nào chiếm lấy căn nhà này, chỉ có sự đau buồn vô hạn đến mức hoang tưởng đã khiến tất cả các thành viên dần đi vào bế tắc. Có lẽ khi xem đến nửa phim, bạn cũng đoán ra được Lucas không còn sống nữa và chỉ có một mình Elias nhìn thấy, tương tác được, cũng như tin rằng anh trai của mình vẫn đang ở đây. Việc người mẹ nói rằng bà không thể hùa theo được nữa và từ giờ sẽ chuẩn bị một bộ quần áo và một phần ăn thôi đã giúp chúng ta hiểu được. Từ trước đến giờ, bà vẫn phải cố gắng chiều theo sự hoang tưởng của cậu con trai Elias, coi như Lucas vẫn tồn tại, dù thật sự bà không thể nhìn thấy hay nghe thấy con. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, nếu bạn cứ tiếp tục sống trong sự tưởng tượng của người khác, chiều theo những hình dung khó lý giải của người khác, liệu bạn có thể chịu được mãi hay không? Có lẽ đó là lý do mà người mẹ đi phẫu thuật, từ chối tiếp tục giả vờ diễn theo con, cũng như muốn đưa Elias về cuộc sống bình thường. Món đồ làm lành mà bà tặng cho Elias vào sau ngày mâu thuẫn xảy ra, thứ nhất là gương mặt sau phẫu thuật là con người mới của bà, và thứ hai là một chiếc boomerang, món đồ chơi chỉ dành cho một người. Thế nhưng, người mẹ tội nghiệp không thể ngờ rằng chính việc bà muốn Elias bình thường trở lại là nguyên nhân khiến cậu bé không tin rằng bà là mẹ ruột của mình, bởi bà từ chối sự hiện diện của Lucas. Dường như, nỗi kinh sợ cái ác và bạo lực trong mỗi con người đôi khi còn đáng sợ hơn những tên giết người hàng loạt hay lũ quái vật ăn thịt người. Goodnight Mommy một lần nữa khẳng định điều đó khi khiến hai đứa trẻ dần dần trở nên ác độc đến vô nhân tính trong hành trình tra tấn dã man chính mẹ của mình vì một mực nghĩ rằng bà không phải mẹ của chúng. Nếu như lúc đầu người mẹ là người băng mặt lại, thì đến đây những lớp băng gạc của bà đã biến mất. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, hai đứa trẻ sinh đôi đeo lên mình chiếc mặt nạ quỷ bằng bìa các tông. Chúng, hay nói cách khác là riêng Elias, không thể ngờ được bản thân đang dần biến thành một con quỷ từ lúc nào. Ở đoạn cuối phim, trước khi đốt căn nhà, người mẹ đã khóc lóc nói với Elias rằng con đừng như vậy nữa, Lucas chết không phải là lỗi do con. Nghĩ mà xem, thông thường mỗi lần ai đó nói với bạn câu này thì phải đến 70, thậm chí là 80% bạn là người có lỗi thật và họ chỉ đang an ủi bạn mà thôi. Hãy cùng quay trở lại một vài khung cảnh vui chơi rời rạc ở phần đầu của tác phẩm. Khi Elias đang nằm trên một cái phao nổi giữa hồ, mắt nhắm lại và sau đó mở mắt ra tìm Lucas. Cậu liên tục gọi tên Lucas nhiều lần nhưng không nhận được hồi đáp. Thay vào đó, chúng ta được nhìn thấy cảnh những sủi bọt nước lăn tăn trên mặt hồ, giống như một ai đó vừa chút hơi thở cuối cùng. Giả thiết lớn nhất đặt ra cho cái chết của Lucas, cậu bé đã chết do đuối nước, vì trong lúc chơi trốn tìm, Elias đã không kịp cứu em trai của mình. Hẳn các bạn còn nhớ rằng sau khi chú mèo Leo tội nghiệp qua đời, Elias cũng đã thả chú mèo vào bể nước, sau đó đặt ra giữa phòng khách như một cách khiêu khích mẹ mình. Hình ảnh này liệu có phải chứng tỏ rằng trong tiềm thức, cậu bé đã bị ám ảnh bởi một ai đó đã chết đuối trước mắt mình? Các bạn hãy là người quyết định nhé. Một trường hợp khác, đó là Lucas đã chết cháy. Bạn có nhớ khi lục phòng của con trai và tìm thấy một chiếc bật lửa, người mẹ đã rất tức giận không? Có thể vì trong một lần nghịch lửa, Elias đã làm em trai mình bị chết bỏng. Điều này cũng có một chút liên quan đến cảnh cuối cùng, khi mà hai đứa trẻ lựa chọn kết thúc tất cả mọi thứ bằng một đám cháy, hay việc chúng từng đi qua một đám lửa lớn khi người ta đang đốt ngô. Tuy nhiên, cá nhân mình thì vẫn nghiêng về việc Lucas đã chết đuối nhiều hơn.
Hãy thử bắt đầu với hoài nghi từ chính hai anh em, đó là người này không phải là mẹ ruột. Chúng ta có một vài bằng chứng để củng cố giả thiết này. Thứ nhất là bức ảnh chụp người mẹ dường như cũng có chị em sinh đôi, dù hai đứa con lại không hề hay biết. Bà nói rằng đó là một người bạn thích ăn mặc giống nhau, nhưng nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhở. Bên cạnh đó, nốt ruồi trên mặt của bà cũng là giả, khiến chúng ta hoang mang. Có thể bà là chị hoặc em gái với người mẹ, còn người mẹ thật đã chết trong một vụ tai nạn mà chúng ta đã thấy các nhân vật có đề cập tới, dù ta không biết đó là tai nạn gì. Người này đã đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống hệt mẹ của hai anh em để về sống với Elias, bù đắp phần nào cho cậu bé không chịu được việc mất cả anh và cả mẹ. Điều này cũng phù hợp với việc bà không nhận ra được chính mình trong các trò chơi giải đấu với các con, cũng như việc bà thường im lặng một cách khó hiểu và sốt ruột khi chấp nhận chịu đau chứ không trả lời những câu hỏi tra khảo từ con. Thế nhưng, những dấu hiệu cho thấy người này là mẹ ruột thì hợp lý hơn cả, và một vài chi tiết trên bức ảnh chụp với người mặc đồ giống hệt có thể là một cách đạo diễn tung hỏa mù với người xem mà thôi. Hãy cùng phim thay đổi điểm nhìn câu chuyện này từ phía của người mẹ, chúng ta sẽ thấy các hành động của bà này bớt khó hiểu hơn đấy. Bi kịch xảy đến với gia đình đó khi Lucas qua đời. Elias đau đớn vì mất đi người anh trai sinh đôi, và đừng quên rằng người mẹ cũng như vậy. Bà không chỉ mất đi người con mà còn đã bị chồng bỏ rơi, và sự nghiệp thì hình như đang đi xuống. Có thể là do biến cố đến từ gia đình khiến bà không còn thời gian cho công việc. Bà phẫu thuật thẩm mỹ nhiều khả năng là để có thể trở lại với truyền hình, với vị thế là một người MC truyền hình có tiếng như trước đây. Tuy phim không lý giải về việc bà có thành công hay không, nhưng hãy nhìn vào căn nhà cực kỳ sang trọng mà họ đang ở, chúng ta biết được bà đã từng có tài chính tốt đến như thế nào. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có thể do kinh tế khó khăn hoặc do căn nhà chứa quá nhiều kỷ niệm buồn, thế nên bà đang muốn bán nó đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng chính vì vậy mà sau khi trở về từ ca phẫu thuật, bà quyết định đã không hùa theo Elias nữa. Mình nghĩ rằng ca phẫu thuật của người mẹ là phẫu thuật thẩm mỹ thì hợp lý hơn việc bà bị tai nạn nên phải phẫu thuật, vì hiếm có tai nạn nào lại chỉ gây sát thương ở vùng mặt. Dù việc phải sửa lại cả mặt nghe cũng khá giống hệ quả của một tai nạn bỏng nặng, nhưng bỏng mỗi mặt thôi thì hơi vô lý. Nếu Elias phải trải qua tâm lý hoang tưởng khi không thể chấp nhận việc Lucas đã mất, thì người mẹ cũng bị tổn thương tâm lý đến nặng nề và phải chịu những nỗi đau đớn tương tự. Bà khắt khe hơn với con để có thể đưa Elias về với cuộc sống bình thường. Bà ở trong phòng một mình thử quần áo và ngắm cơ thể khỏa thân trong gương. Có lẽ vì bà lưu luyến một thời trẻ đã đi qua quá nhanh, và hiện tại thì bà chẳng còn gì cả. Còn hình ảnh bà đi vào trong rừng rồi biến thành quỷ dữ, đó chỉ là một giấc mơ của đứa trẻ mà thôi, vì ngay sau đó là cảnh hai đứa cùng bừng tỉnh. À, việc chúng cùng mơ một giấc mơ cũng cho thấy rằng khả năng rất cao Lucas cũng chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của Elias mà thôi. Việc đạo diễn chia không gian cho nhân vật cũng thể hiện dụng ý riêng. Người mẹ thường chỉ ở trong nhà, gắn liền với căn nhà hiện đại mà lạnh lẽo. Còn lũ trẻ thì luôn chạy ra ngoài, chơi cùng với thiên nhiên, khám phá thế giới xung quanh. Dường như căn nhà chính là sự miêu tả hoàn hảo cho người mẹ, đồng thời cũng là cách mà lũ trẻ nhìn mẹ của mình. Đen tối, lạnh lẽo, hào nhoáng nhưng lại xa cách. Còn bên ngoài căn nhà lại chính là thế giới của chúng. Trong con mắt của người mẹ thì thế giới ấy lại đáng sợ vô cùng, vì nó đã cướp mất một cậu con trai của bà. Như vậy, theo mình, người này là mẹ thật, và bà cũng đang trải qua những đau đớn do mất đi một cậu con trai, và cậu còn lại thì không thể dứt ra khỏi những hoang tưởng. Việc bà phẫu thuật và cả việc bà không nhận ra mình trong trò chơi giải đấu là bởi bà thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, và hiện tại bà không còn là người mẹ của hai đứa con nữa rồi. Tuy nhiên, họ đã không thể giao tiếp cùng nhau, không thể cùng chia sẻ nỗi cô đơn với người còn lại. Họ một mình đấu tranh với nỗi đau của mình, và vì thế mà họ không thể là chỗ dựa cho nhau. Đáng thương thay, nỗi đau đớn quá lớn đã khiến Elias dần trở nên mất trí, dẫn tới một trong những cái kết bi thảm nhất của dòng phim kinh dị. Ở cảnh này, các bạn có thể thấy rằng ở góc trái của màn hình, linh hồn của người mẹ đã ra khỏi căn nhà. Và dù chưa được giải thích rõ ràng, nhưng theo mình, Elias cũng đã qua đời trong đám cháy đó. Để rồi, họ cùng nhau tái ngộ lại ở cánh đồng ngô và cùng hát lại ca khúc chúc ngủ ngon ở đầu phim một lần nữa. Đó là phân cảnh hiếm hoi ta thấy cả ba người cùng hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng được ở bên nhau, dù theo một cách tàn khốc nhất và cũng ở một thế giới không dành cho cõi người. Phần đoạn này cũng rất thú vị khi đạo diễn để cả ba nhân vật nhìn thẳng vào ống kính máy quay, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa người xem và nhân vật trong suốt tác phẩm để chúng ta rùng mình trước cái nhìn của họ. Ca khúc Good Evening, Good Night vừa là điểm bắt đầu nhưng đồng thời cũng là điểm kết thúc của câu chuyện. Để rồi đến cuối cùng, điều động lại không phải là nỗi sợ mà là sự xót xa. Hành trình đánh mất bản thân, cách con người đối diện với nỗi đau của sự mất mát, cùng nỗi cô đơn và thông điệp về sự tự hủy hoại bản thân, đó là những ý tưởng đầy mạnh mẽ mà Good Night Mommy đem tới.
Có thể cú plot twist trong phim bạn đã đoán được ra từ sớm, hoặc phim không sở hữu những cảnh hù dọa mà các fans của dòng phim kinh dị chờ đợi. Thế nhưng mình tin rằng cặp đôi đạo diễn của chúng ta không có mục đích tạo nên một câu chuyện bất ngờ, hách não, mà quan trọng hơn, họ muốn xây dựng một mê cung của những cảm xúc phức tạp bên trong mỗi con người. Có lẽ là cuối cùng, sai lầm của các nhân vật đều là để nỗi đau lấn át sự tỉnh táo và khiến bản thân ngày một mù quáng hơn. Người mẹ mù quáng nghĩ rằng diện mạo mới, ngôi nhà mới sẽ đồng nghĩa với một cuộc sống mới. Elias mù quáng cho rằng Lucas vẫn còn sống và một mực không nhận ra mẹ ruột của mình. Giá như chúng ta có thể tỉnh táo hơn, và giá như chúng ta biết được, học được cách chia sẻ nỗi đau với những người thân của mình, thì bi kịch đã chẳng nối tiếp bi kịch như vậy. Nhan đề của phim trong tiếng Đức dịch ra có nghĩa là tôi thấy những điều mà bạn không thấy. Cộng thêm với một loạt những bức ảnh mờ ảo khó hiểu được treo trong nhà, dường như càng thêm nhấn mạnh khía cạnh ấy của tác phẩm, rằng nỗi đau có thể khiến con người trở nên mù quáng và ngày càng thiếu tỉnh táo để nắm giữ cuộc sống hiện tại. Bạn đã xem Good Night Mommy chưa? Và bạn có đồng ý với những giả thuyết mà chúng mình đã đưa ra trong video hay không? Đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để tất cả chúng ta có thể cùng trò chuyện với nhau nhé. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với phim thì hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ số phim kinh dị nào tiếp theo. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.